chỗ nghỉ nhỉ. Đây là ta sẽ học sang phần IPnet. Chúng ta hãy tạo hẳn một gạch mới. Vận tải. Ghi start IPnet. Anh chọn qua platform website anh tin được anh tin được trống có gì bên trong đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm ứng dụng rất là dễ trên ASP.NET, đó là tính tổng hai số luôn, để các em thấy được trên ASP.NET như thế nào. Đấy, lần trước chúng ta làm quen với tạo HTML, bây giờ các em click chuột phải chọn vào Add New Item, nhưng mà các em chọn vào cái web form ấy, không chọn vào cái HTML này. Nó có đuôi ASP.NET này. Được chưa các em? Đây ví dụ khi là tab ASP.NET này. Ở cái mục bên dưới các em nhìn thấy có cái là Select Master Page. Các em nhìn thấy cái dấu check không? Đấy, cái này trường hợp khi chúng ta có một giao diện làm chuẩn khung với cả web làm giao diện chính ấy, thì chúng chọn vào cái Select Master Page này để nó tìm được cái mẫu chung áp dụng cho cả cái trang và mô thức của mình. Còn bây giờ chúng ta chưa có gì, chúng ta sẽ bỏ hệ thống này. Đây là mà. Bây giờ các em thấy cấu trúc nó thế nào? Đến cái tiêu đề trên cột này là nó khác một chút so với HTML, đó là cái phần tiêu đề trang. Bởi vì ASP.NET này nó sẽ hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, do vậy người ta chỉ rõ xem là cái này viết vào ngôn ngữ nào. Ở đây chúng ta sẽ có là bằng C sharp, một số trường hợp khác sẽ đổi đi có thể là VB hay là C sharp gì đấy. Như phổ biến bây giờ là chỉ có C sharp với VNet thôi là hay dùng nhất, còn những khác thì ít dùng. Cái tiêu đề chúng ta thấy bình thường này, và từ cái phần hit HTML xuống các em thấy có gì khác? Vẫn là HTML bình thường không? Chúng ta viết bình thường, đây là tab này. Đấy. Chúng ta là form main này. Và chúng ta sẽ thấy một cái thuộc tính có thể chúng ta chưa thấy bao giờ, đó là run us bằng server. Tức là nó chạy ở đâu ấy. Đấy, chúng ta ghi đây là một này. Run ap. Bây giờ các em tạo một cái div để chứa tính tổng hai số. Hoặc là ghi tính tổng hai số đơn giản nhé. Các em ghi một cái class đấy, được hỏi gì nhỉ? Class tự nhiên là tổng cái gì đấy. Nó được tính tổng. Sau đó định nghĩa một các cờ nát đâu với con loop trước đã từng làm ấy, để cho khung giao diện. Cái viết xong này chưa? Đến đây phần header này chúng ta sẽ thử sai đấy. Cái này làm bình thường không có gì khác cả. Chúng ta sẽ có là tính tổng này. Chúng ta sẽ có width tầm khoảng 250. 2 cộng bằng 250x, order bằng 1px này. Sao mình viết các hàng các cột như các lần trước ấy. Viết nhanh gọn này. Chấm đâu này. Để
bằng 200 tỷ. 230 tỷ thì còn đâu không cần. Còn margin còn đó còn hai nó bằng nhau còn 30 tỷ. Sau đó ta định nghĩa độ rộng nó từng cái một còn nét này. Còn nét của quý vị là 100 tỷ. Tôi đang dùng ít này để nó bằng câu gọi nên mình chốt khoảng này. Đầu tiên, mình sẽ gọi các cột. Cột nam sẽ bằng cột dài. Lần trước phải chúng ta biết thể ít vui cây nhỉ? Ta bỏ bằng cách này đi bằng VXA. Đấy, giờ em biết định rồi, tính chuyển sang kia. Đấy, tương tự số A, ta copy cả cái này sang B nữa nha. Đó chuyển A chuyển B cho là một cái tính tổng tiêu tổng thôi. Số B này. Đây cho là CXTB. Sau một cái hàng cuối cùng ta ghi là tổng của hai số. CXT tổng. Ở hàng dưới cùng chúng ta sẽ ghi gì các em nhỉ? Một cái nút nữa đúng không? Đấy. Ok đi mình ơi. Không chẳng gì. Rồi sau đó chúng ta dùng input này. Type bằng button này. Sau đó một cái ID bằng btn tính. Nó không ra sao? Nhiều lắm. Chúng ta cho một cái là vsense nè. Chúng ta đi bằng đẹp này. Chúng ta cái lý tầm cho một cái navi. Cái bên xong chạy thử xem, cái kích chuột phải đi vào đâu bình thường không? Anh chưa, cái lỗi này là cái gì đây? Cái nó đang diện ở ngoài chưa? Tầm 70 còn nay là tầm 70 thì được 50 thì ngắn. Tầm 26 ví dụ này.
Ta tạo một cái cờ nát để cho nó căng giữa được. Cái này cờ nát xem chờ này. Để mình nhét vào cái hàng đầu tiên ấy. Để này. Xong một cái cờ nát đây là hình cờ này. Được chưa? Căng hết thế này thôi nhỉ? Căng giao diện hết thế nhỉ? Đâu ta để ý trong code này. Lần chờ vừa rồi chúng ta đã làm nhưng mà sử dụng với HTML thuần. Bây giờ để chuyển những control lên sang ASP.NET chúng ta sửa một chút như sau này. Thứ nhất, cái input chúng ta sẽ thay thế bằng thẻ của ASP.NET này, viết lên trên nhá. Thì xóa đi ASP này, 2.button hoặc checkbox, ở đây mình sẽ dùng cái checkbox. Cái gì cái tiền số của nó là ASP 2. Ở sau đó chúng ta muốn dùng cái checkbox, chúng ta sẽ có như kiểu cái form ấy. Đấy, checkbox này. Các thương cách trong ra. Đấy. Thuộc tính quan trọng nhất với cái checkbox này đó là ID này. Chúng ta đặt tên là TXTA này ha. Và một cái thứ hai đó là cái run us, tức là chạy trên server. Run us gắn bằng server. Đấy, như này được. Cái biết thế này khó khăn không? Đây nhớ hạ đặt hai cái này. Một cái là ID, một cái run us với cái checkbox này. Thôi bây giờ xóa cái này đi nhá. Nó không khác nhiều đâu, chỉ khác một tí thôi. Value nó A là B á. Cái đấy mình phải code riêng. Nhập số A cho B bên trong thì để người ta kích thuật ra cái khác đâu. Cái đấy nó cái này là vấn đề tách không em có dùng gì đâu. Nếu dùng cái này dùng cái neighbor để thị được, không còn chết. Lát server đây là cái xử lý trên cái server ở bên sau ấy. Của người ta sẽ chạy lên cái đấy, tức là lúc mọi khách vào hay các em vào trong web thế đấy là phía khách. Còn phía chính chủ là cái này nó sẽ xử lý. Tất cả control này về sau hiển thị ra trình duyệt sẽ không hề tồn tại cái nào gọi là ASP hay chấm checkbox nữa. Các em viết chứng ký trả dùng framework để soi thử xem sẽ không tồn tại cái này nữa. Nó khác cái code mình lúc mình đang làm. Thậm chí về sau dùng thêm cái master page nó còn khác nữa một chút đó làm. Nó control nó thêm cái tên, ví dụ là TTA nó thêm một tiền tố giả sử như là control 0102 trượt checkbox A này. Nó có vài cái đặc điểm này. Cái bên sau nhỉ? Trước chúng ta sửa sang cái bên. Đấy. ASP này, 2 chấm checkbox ID bằng TXT B tăng up tăng bằng server. Đấy. Tương tự AT 2 chấm tết bóc ID gắn bằng TXT xăm tân ớt gắn bằng server. Đấy. Đây tương tự này, chúng ta sẽ sửa tới cái button. Cái button trên server không có cái dạng reset này, các em có thể nguyên nút reset đây nè. Sửa cái type bằng button của nút tính thì chúng ta sẽ sửa thành ASP 2 chấm button này. Control cách để nó chọn cho mình. Đấy, control cách chúng ta sẽ rất nhiều control khác nhau. Đấy, và lần lượt chúng ta sẽ đi học từng control một. Tất nhiên dùng vài control chúng ta sẽ quen được cách dùng cái này thôi. Chúng ta sẽ không có cái type ở đây nữa mà thay bằng cái ID này. Bằng btn tính này. Chỗ này cái value chúng ta sửa đi. Cái value ở trên cái server người ta sẽ dùng một cái có tên là cái tag thôi để thị. Đấy. Cái ID cũng có này. Đặc biệt phải có một cái download bằng server. Đấy, đây là button. Button nó chỉ khác cái kia cái của hình text em cho ở đây nó. Cái mấy cái text box chúng ta dùng trước ấy. Cái thứ sau nhỉ. Và cái button này ở nút trên HTML sẽ thành cái nút có tay rộng submit, chứ không hề tồn tại cái kiểu nào có IP 2 chấm button. Đây trả lại các em xem nhé. Function add này. Còn lưu lại này. Nào đấy. Nó nâu hơn HTML, nó mất không biên dịch nặng. Đấy nhá.
chúng ta nhìn tới box A này, input tới box A, title có thêm cái name đúng không, sang cái button này. Đấy, bây giờ các em thấy này, nó sẽ ghi input type bên giờ tính. Tuy nhiên nó khác ở chỗ đó là nó ghi type bằng subbit này, có value và có name. Tức nó tự xin thêm một cái name nữa. Với cái lần trước chúng ta để chạy, có phải chúng ta đều là kích chuột phải này, chọn vào trang cho nó chạy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tất cả cái chế độ có cái tam giác để còn debug. Lần trước HTML ta chưa gì để đo cả, họ dùng file phân được. Bây giờ code đi, chúng ta phải có cái đấy. Để có một có rất là nhiều trang ATX này, và chúng ta muốn chạy trang nào để kích chuột phải vào cái trang muốn chạy. Kích chuột phải trang muốn chạy này, sau đó các em chọn vào cái set e start hết, thì nó sẽ cho cái trang làm cửa vào đầu tiên. Như bên WinForm chúng ta có cái file program.cs này, và để sửa cái action chấm tan ấy thì được. Còn bên WebForm ta có kích chuột phải chọn set e start này. Ok, khi này chúng ta thoải mái để bắt bằng cách nhấn F5 nó chạy cái trang đầu tiên. Cứ đợi một tí để nó view hiển thị cái localhost này. Đấy, khi làm xong con này chúng ta sẽ mua cái host hoặc là kiếm qua con host free để ta up lên. Rồi các em cứ nằm ngoài đến phần cuối là ngoài hướng dẫn áp. Áp thì nhanh thôi, khoảng 15-20 phút thôi. Không cần dùng mềm thôi các em ạ. Có phần mềm gọi là QTFT để nó hỗ trợ cho mình áp nó nhanh thôi, và thực ra không cần thiết sử dụng. Nhưng mà A số ai cũng dùng, bởi vì nó có nhiều file mình áp nặng một quản lý, nó phức tạp, có web phức tạp, dùng đến ngày desktop ở nhà. Chứ còn không phải là không có phần mềm không dùng được. Lâu nhỉ. Đấy, cái lý này, dù cái trang kia như thế nào, cuối cùng ra cái này đều là HTML hết. Đích là HTML, kể cả có viết bằng JSP hay là PHP vậy đều là HTML hết. Còn những cái code mà chúng ta xử lý bên trong là sẽ không thể hiển thị HTML được nữa. Rồi, ai có xem code thì xem được cái phần gọi là CSS, HTML hay jQuery không? Còn cái phần code thì không xem được, trừ các hacker. Thế là phải xâm nhập server thì có cơ hội. Nhưng thậm chí bây giờ cái web bên này thì nó còn một cái đặc điểm nữa là về sau có thể này thành public website, thành như phần mềm. Với cái code của mình hoàn toàn đóng gói thành các DNN ấy, và mình thật sự mình dùng thêm cái phần mềm hỗ trợ để đóng gói, à cái phần mềm mã hóa cái code của mình, mã hóa một lần nữa, tức là thành thư viện liên kết động rồi. Nhưng có trường hợp người ta không bảo vệ vẫn có thể thằng nào gọi là crack cao thủ vẫn xem được, nhưng dùng cái phần mềm bảo vệ thì thằng thần nào gọi là siêu cao thủ xem được, chứ thằng thường lại không xem được. Bây giờ ta sẽ làm một cái tính tổng đơn giản thế này, nhập vào xong là kích nút tính. Hiện tại các em thấy nó quay kích bên trên này, là submit đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về cái trang này, chuyển sang chế độ design. Thực ra tất cả các tone này chúng ta hoàn toàn có thể kéo thả được. Tuy nhiên kéo thả ở trên web này bình thường mà chúng ta không bị dặn trước, nó nhảy lên tin là xin đăng nhập ví dụ đồ cách. Do vậy tốt nhất là chúng ta nên hit add trước, nhốt khi nó vào sau đó chúng ta kéo thả làm gì này. Đấy, các em có thể thử này, vào toolbox này. Cái này hoàn toàn rất là giống gần gũi WinForm, các em xem control này. Đầu tiên standard này, nó chuẩn chuẩn. Đấy. Các em thấy các control đầu tiên ta sẽ có A, button này, cái lịch này, checkbox này, checkbox need này, dropdown need này, hay là hai này, hyperlink image, label này, hay checkbox ta rất là nhiều này. Và có riêng cái mục data. Data là gì các nhỉ? Đây, cái mục này sẽ chứa các control để giúp mình hiển thị dữ liệu. Tức là hiển thị, các em nhìn thấy hiển thị theo dạng lưới này, theo các dòng này, theo dạng bảng này, hoặc hiển thị theo các dạng từng khung một như của sản phẩm. Chúng ta sẽ có các console tương ứng. Đây là những kiểu là review dùng rất nhiều này, hoặc là data need này, hoặc repeater này. Cái này hướng dẫn các buổi về sau, bây giờ chúng ta chỉ quyết biết có qua để làm gì thôi. Sau một cái phần bên dưới đó là validation. Cái này dùng để bắt lỗi. Lần trước các em còn nhớ ra deep dùng bắt lỗi trống không? Cứ đó không muốn xong ta kiểm tra xong bạn sẽ nhập họ tên địa chỉ. Thì bên này hỗ trợ sẵn sàng thành các bắt nốt, đó là cái phần yêu cầu nhập trường này, đi qua trên validator này, xong là bắt nỗi cả cái phần theo kiểu đi trả email, điện thoại, nó có hỗ trợ mẫu sẵn, hoặc là tấm tắt nỗi, hoàn toàn mình không phải làm trong dít cũng có được cái này. Nhưng có của cái này thì sau họ cũng xin ra cái giao của dít cho mình. Cái hướng dẫn nhỉ, nó hỗ trợ sẵn rồi. Đấy, một số phần khác thậm chí thẳng như phần Lucky này, các form người ta cũng làm sẵn cho mình.
Tất nhiên cái form không được đẹp cho lắm, tôi đã nửa nửa sử dụng luôn thôi. Thông thường người ta toàn thiết kế lại, ít sử dụng cái form sẵn này. Tại mẫu nó hơi khô khô khan ấy, cần giao diện lấp lánh một tí. Đó. Đây cái giao diện các phải kéo thả bình thường này. Rồi người ta kéo thêm một cái neighbor đấy được này. Đấy nhá. Thả nặng ra. Nhưng mà nhớ nó khác với Win, Win các em di thoải mái, cái này di hơi kìa. Thường thường ví dụ muốn di thêm dấu cách, giả sử sau dấu cách đây này. Các em xem này. Ở giao diện lúc mình nhìn này không thấy gì, các em xem một code ấy. Nhìn nó khó chịu lắm. Đây là mà di có vài nút nó ra bằng này này, giả sử ví dụ có cách còn ra nhiều nữa. Rồi nhé. Nhìn vào. Không chí vào nhìn lại luôn. Còn đấy đó. Cho nên cái này kéo thả có chúng ta nên khung trước, giả sử các em dùng các định nghĩa CSS, giả sử là marginet này hoặc là padding ở đấy thì nó tự động nó không sinh ra dấu cách này. Chúng ta thay đổi cái padding margin thôi các em nhớ nhỉ. Chứ còn cứ dùng dấu cách mà cách trên cổ bên WinForm nó sẽ sinh ra đống dấu cách này. Các em nhớ là em đừng có dùng cái này. Tại vì đầu tiên là ai mà làm giao diện nhanh kéo thả thì sau nhìn code rất là sợ, xấu kinh khủng. Còn chúng ta quyết định cái khung trước thì cổ cho HTML xong là cho thêm vào, còn thì có thả nhanh hơn. Đấy. Bây giờ các em chúng ta sẽ viết sự kiện cho nó. Đây. Muốn viết này chúng ta kích đúp vào cái nút cần viết hay là một con số cần viết này. Kích đúp vào. Và nó tự nhiên sẽ sinh ra một cái, nó mở ra một cái file có tên là tên trang web này .itx này .ts. Đấy, các em nhìn bên phải này. Mỗi một cái trang itx thường có hai phần. Một phần để chứa giao diện có khung là itx này. Và phần mở bên trong chúng ta sẽ nhìn được cái file đằng sau. Đây gọi là cái code behind, tức là cái code là cái trang đằng sau ấy, cái xử lý của cái trang này ấy, thì sẽ là đưa .cs, tức là viết tắt của CSS. Còn nếu chúng ta dùng .vb thì nó sẽ chấm là .vb. Đấy nữa nhỉ. Trên một z thì có thể chúng ta dùng được cả hai ngôn ngữ, nhưng thường người ta chỉ dùng một cái thì đỡ phiền. Được rồi, ok. Đấy cái sự kiện rồi nhỉ. Khi ra cái này rồi chúng ta sẽ thao tác bình thường như bên WinForm. Ở WinForm muốn thông báo dùng cái gì các em? Muốn viết ra màn hình ở component dùng cái gì nhỉ? Line. Còn ở bên Java dùng cái gì nhỉ? Ở in ra màn hình, viết ra màn hình nhé. Rồi còn trong C với Pascal còn nhớ. Trong C thì có free nhưng phần Pascal là dai đúng không? Thì trong này chúng ta sẽ có một cái trình web, sẽ có hai phần này. Chúng ta cần nhớ đó là default này. Default. Default thì viết là gì kìa? Default này. Và một cái tương tự đó là request. Cái request đây là cái chiều từ người dùng tới là website. Đấy các em tưởng vẽ qua qua này các em thử dễ hiểu nhé. Đấy các em minh họa thôi. Hình ảnh nó sẽ rất minh họa thế này. Nó cũng nhỉ. Đây là phía khách này, phía người dùng hả? Đấy mà hình người thì que nhé. Đấy và đây có một cái phần đó là cái website chẳng hạn. Đơn giản web thế này đúng không? Thì khi mà người dùng lấy một cái mũi tên như này thì cái này gọi là gì các em? Default hay request? Yêu cầu đúng không? Thì cái này sẽ là request. Yêu cầu ấy. Giả sử cái em kích một cái nút tạo ra một yêu cầu, giả sử kích một cái nút thì gọi tính chẳng hạn. Người ta kích cái nút này này thì thành một dạng request. Và khi hệ thống đáp trả lại mũi tên ngược lại thì cái này gọi là đáp ứng. Respond viết tắt của đáp ứng. À chính xác tiếng Việt là đáp ứng đấy. Respond viết tắt của đáp ứng. Đang rõ nhỉ? Còn request là yêu cầu, hay là gửi lên các yêu cầu cho server xử lý. Như là các thông web này, các em nhập xong rồi đăng ký họ tên để thì xong cái nút xong viết hoàn thành hoặc là đồng ý chẳng hạn. Có nhiều trang để test khác nhau ấy. Thì chung quy các em đều đợi nó quay tiếp một lúc chẳng hạn, hoặc một số trang không quay phải đợi một tí thì đấy gọi là mình request và đáp trả lại cho mình xem gọi là default. Được ok. Và default chúng ta muốn viết ra cái chuỗi ra cái màn hình của cái trình duyệt chúng ta sẽ có một cái đó là default.ra. Đấy và từ đây là vừa cần đi chẳng hạn. Đấy. Cái này viết đến đỉnh trang web. Còn đi quét các em ghi là yêu cầu này. Respond này. Đúng. Đấy. Các em nhớ kỹ hai cái này nhé. Khi nào mình muốn lấy dữ liệu xây từ người dùng mà đi lên ấy, thì ta dùng cái đi quét. Tức là từ phía người dùng lấy thì thông tin của người dùng đi lên ấy. Còn trường hợp chúng ta muốn đáp cho người ta xem thì phải dùng respond. Có mỗi hai chiều thôi. Và thậm chí trong này chúng ta thể hiển thị thông báo bằng JavaScript. Đấy. Giả sử các em muốn hiển thị thông báo ta dùng một cái là default này chấm ra
với trong Devon các em hoàn toàn viết ra các thẻ HTML được. Ví dụ này, ở đây anh dùng một cái đó là để thông báo ra cái OK sử dụng Infinite này. À nữa, đấy nhỉ, đấy. Cái viết xong lần này chưa? Đây cái chỗ này chính là JavaScript này. Nếu viết thì khó khăn quá thì các em phải viết thủ thuật như này. Chúng ta viết trong cái trang IPX thì có phải dễ hơn đúng không? Đây các em vào chuột này. Đây chúng ta viết trên header bình thường. Nếu khi nào các em thấy khó khăn thì viết kiểu này. Có nhiều khi anh dùng viết script trong này này. Type này, có thể viết type được. Đấy chúng ta viết trong này bình thường. Sau đó với bên kia rồi mình với copy lên trang ấy. Đây giữ các em ghi là anode này. Cái này chúng ta nên dùng nháy đơn thôi để trong cái khỏi đụng chạm các em đỡ nhảy gì trong kia nháy kép bạn vừa cần đi bắt cần này đây không chỗ này nên dùng nháy đơn, nếu nháy kép thì phải cho thêm dấu sửa của nữa, nó hơi tiền hơn, các em dùng nháy đơn nó dễ đấy. Sau đó ta sẽ copy cái này vào trong kia cắt được các em đỡ nhỉ. Đây chúng ta viết trong này mỗi cái nốt nhá để trong kia nó chạy, chúng ta cắt ra này. Đấy, sau vào trong này ta paste ra, đây. Rồi chúng ta gặp vấn đề gì các nhỉ? Có phải cái chuỗi này viết nhiều dòng không? Chúng ta dùng dấu gì nhỉ? Chúng ta dùng thêm dấu a còng đây. Đấy, khi viết chuỗi nhiều dòng ấy, cho thêm a còng trước để chúng ta viết thêm cộng chuỗi. Chúng ta cộng chuỗi cũng được nhưng hơi phiền. Rồi các em viết thử xem được. Là các thông báo bằng giao đi từ AIP nó khác là trước chúng ta viết khoảng trong cốt rồi chúng ta viết từ AIP nhé, thế nào? Đấy nguyên lý vẫn thế, nó khác một cái chúng ta để trong hình phần chúng ta để với chuỗi đổi về trình duyệt nó tự biên dịch cái này thành dạng HTML thì nó chuyển ra chứ không để nguyên cái chuỗi này. Nó chạy thử xem nhé, nó có default này. Còn phần ra sao? Nó tự chạy cái connect nó mạo mà. Như cho a còng này vào bị chết đấy, em bỏ này. A còng nó để nguyên cái chuỗi tiền chết cả. Cái cho một dòng. Đây cái gì a còng. Cho một dòng dài dài hoặc cộng chuỗi cho một dòng nha. Đây các em sửa vừa xong thiếu một cái giống như đây nó bị lỗi đây này, cho thằng giống như đầy đủ rồi. Đây rồi kích vào nó chạy này bằng một cái nick button này. Đấy, nó chạy vào cái kia. Các em chạy được cái đấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái OTBox sau đó tính toán. Đấy.